Ây, và đây là vlog 2 nhá. Mình đang đi ăn sáng. Đây là chân mẹ con đau á. Dạ. Ờ, đây là vlog 2 nha các bạn. Chỉ nói vậy thôi, để các bạn đủ hiểu. Các bạn hãy chờ xem nhá. Tại vì không có gọi là tại vì dịch á, cho nên mình không ra chỗ đông người được, mình cảm chạy là đường rú nha, rú tối lắm nha. Ok, chào 100 người anh em nhé, những người đang xem. quên thì bọn mình chuẩn bị đi tìm chỗ để camping. Đi ra chỗ rừng rú thôi chứ đi ra thành phố là dịch chết. Ê, qua bên này nè, rất đẹp luôn các bạn, đây là rừng rú. Đúng rồi, tính tiếp tục các bạn. Ok, rồi nguyên con bò nữa các bạn. À, giờ mình sẽ chuẩn bị lấy tre nha các bạn, để xin vô nướng đồ ăn nha. Mình chặt mình xách nha. Ủa má, mình chặt chứ mẹ không về tới đồ chiếu mẹ mình chặt nữa. Đủ quá. Đỉnh mày nha. Nên là nói cameraman không làm gì. Cameraman đứng quay mẹ. Camera đứng bắt chuồn chuồn. Chỉ hơi đơn giản thôi. Các bạn đợi những món ăn của mình chuẩn bị nhé. Cầm nha. Nói gì? Không có đèn bẻ. Đồ sức khỏe. Chào mọi người nhá. Nhóm nửa tiếng mới xong đống củi. Trời đất ơi. Ở đây không lo cháy rừng nha các bạn. Ở đây mình ở trong một cái gọi là đất trống, không có rừng, không có gì á. Không lo cháy rừng nha. Nóng quá. Mày được các bạn. Giờ mình đang gọi là chuẩn bị đồ ăn. Xiên gà, nướng đồ. Đừng quay trên mình. Quay trên đâu? Quay đồ ăn nè. Ừ, đang quay đồ ăn mà. Ừ. Mày ăn cứ mày quay chân. Đâu, cái nào đâu? Cái này hả? Cái này ngu. Đây là cái rửa không rửa cây ba, mẹ dơ chỗ. Không cần đâu. Tốt là trong rồi, để đây, để giấy bạc nha. Tôi để ra giấy bạc trước. Trời, con muỗi cắn mình. Ê, cực kỳ nhiều muỗi luôn. Chỗ. Cái gì bò nữa các bạn. Vậy chừng quá. Có thịt gà, có thịt bò nha các bạn. Này là thịt bí mật. Thịt đó là thịt của mấy con cút. Non. Mong vậy. Sao lại mong vậy? Nói không được, nhỏ nãy giờ nè. Máu cũng mệt luôn. Nướng chừng này đi nhỏ. Đây cho một cái rừng. Ok. Sau gần 45 phút thì mình xiên gà rồi nướng, cắm nướng rồi nha các bạn. Đó, các bạn thấy gà này. Chim cút đây. Và còn món nữa là gà nướng giấy bạc nha. Đó. Thì mình sẽ đợi một xíu, khoảng nửa tiếng thì nó sẽ xong. Ngồi đợi thôi. We'll be right back.
Rồi Trần Quang Vinh tướng nha. Có vẻ rồi, tôi nhìn đen thui rồi. Lấy điện thoại đen thui rồi. Có lửa nó lấy nét. Chắc nó bị đây là bình nước chấm mình làm nha. Đồ củng vậy. Để bia lắp tới đồ củng vậy. Củng gì ba? Coi thiết kế của mình. Mình phải hy sinh cái khẩu trang nhé. Hy sinh một cái khẩu trang mới cho mấy khẩu trang mình đang xài đâu. Kiểu vĩ đại không mà. Ê. Ý. Đó vĩ đại. Tình huống. Ủa chưa. Nó thấy vĩ đại đó. Nhìn nó đen rồi chứ nó chưa chín đâu các bạn. Ôi, chín rồi nha các bạn. Ý, ghen nữa chứ bạn. Trời ơi. Mình coi, ừ chín rồi. Cái này Dũng ơi, lòng đứng lưu vậy. Ok, chín rồi đó. Để lấy ra. Bây giờ lấy mình đầu rồi eat. Thôi, next eat lunch. Đây là bánh mì thịt bò nướng nha các bạn. Mọi người. Ok, đường về nhà là vào tim ta, dấu nắng mưa gần xa. Đường về nhà. Tới hết xong rồi. Chiều rồi đi về thôi. Quý kìa. Tới đây đường về nhà. Cô gái tôi gặp thì ngọt ngào như trong giấc mơ. Đã xem clip của mình với chưa? Với thằng Trương.